Xin lỗi mẹ, đứa con này bất hiếu, xin lỗi bạn gái, xin lỗi em, anh không có tốt. Đèo tiền. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bunker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tựa game, gọi là gì ta, tận thế. No, God, please, no, no! Và chúng ta sẽ làm gì nếu mà chúng ta chỉ còn lại 60 giây trước khi mà tận thế nó xảy ra? Không nói nhiều nữa vì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy đến với tựa game Meteor 60 Seconds. Đây là một tựa game mà chúng ta sẽ còn chỉ có 60 giây để trước ngày tận thế thì... Thường thì sắp tận thế các bạn sẽ làm gì? Tin chấn động, ok, chấn động. NASA hiện tại đang phát hiện ra một quả thiên thạch sẽ bay xuống trái đất sớm và phá hủy trái đất. Ok, bất ngờ thay thì NASA đã nói là chúng ta chỉ còn lại 60 giây để sống thôi. 60 giây đó hả? Tôi ngồi tôi móc cục cất mũi ra nó cũng đã mất hết 10 giây rồi. Yêu rồi tôi ngồi tôi gót ly nước uống miếng nước nè đó, kiểu vậy nè, nó cũng đã đi hết 10 giây rồi, cho nên là không có một phút là không làm được gì hết, nhưng mà đối với tựa game này thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được nhiều. Đi thôi, trước khi trái đất bị hủy diệt thì bạn sẽ I just say ok, bạn có thể làm gì tùy thích luôn. Bạn chỉ có 60 giây để sống thôi, không nạn thật. Tôi chắc sẽ bị camera cho tôi đây. Tội nghiệp thằng này nhỏ thật sự luôn, mới đi làm mới đi làm dẫn chương trình ngày đầu tiên, mới đi làm phóng viên ngày đầu tiên thôi đó, biên tập viên cái kiểu rồi. Thằng này nó đã bỏ hơn 20 năm ra để nó có được cái vị trí ngày hôm nay dẫn chương trình, nhưng mà đúng ngày đầu tiên đi làm thì tận thế tới, nhỏ như chưa từng được nhỏ luôn các bạn à. Ok, và bây giờ thì tiếp thôi, thôi sao cũng được, tao không có quan tâm nữa. Cuộc đời tao nó phát đập rồi. Ok, còn bây giờ thì tao không quan tâm nữa, tao sẽ đi quẩy, tao sẽ cởi hết quần áo chạy vòng vòng cái kiểu con này. Kiểu gì? Ok, đây là nhà của mình á, nhà gì đâu nhìn như nhà của Nobita vậy ta. Trái đất thật sự sẽ bị hủy diệt sao? Tao không thể tin được. Mình không thể tin được. With 60 freaking second left. Rồi ok, chúng ta chỉ có 60 giây thôi, tu nhanh nè. Chết rồi, bây giờ mình sẽ làm gì đây? Trong 60 giây đó chúng ta sẽ làm gì? Ok, AD để di chuyển. Ủa sao không được vậy? What? Từ các bạn, từ. Hold up, bực bội gì đâu à. Lại. Cho xí xóa thiên thạch lùi về 30 giây trước nha. Tôi có cái nút tôi bấm thiên thạch về. Xì kiếp. Rồi bây giờ bắt đầu. Let's go. Bây giờ ấy à, trời đất ơi, tao còn 60 giây mà mày không mày... Ôi thằng khốn nào đang cởi chuồng chạy vòng ngoài đường vậy? Hôn miệng miếng nè. What the fuck? Trời ơi, nó hùng nó một cái nó đập mình vậy. Đập thằng này lấy cây gậy đập nó anh em. Ok, có cây gậy rồi mày... Ui mất dạy hả mày, gõ đầu mày nè. Ui mình lỡ đánh chết người rồi. Tận thế tới nơi rồi, yêu đương cái gì mà yêu đương, cái gì mà khỏa tưng ở đây, sexy hả mày, giờ này còn học hành gì nữa, yêu đương hả mày. Ây da, trời ơi, mình đánh bạn gái nó, thằng bạn trai đánh mình. Trời, hung phải hung đúng không, mình phải hung bạn trai đó. Sao mà bạn trai mày lì quá vậy? Ủa tao còn đi. Ok, đi ra. Lên sau hả, không miếng đi. Ui bạn ơi, ui ồ ơi, thua rồi ha. À, vậy thôi, nhanh dữ vậy, vậy là trái đất mình đã bị diệt vong rồi. What? Tao đã chết rồi sao? Đây là một cuộc sống rất là tuyệt đẹp. Ồ, tao có thấy những cái những cái mảng trắng đó đó. Chắc là tao đang ở thiên đường. Đúng rồi, làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Hả? Mình đang ở đâu đây? Mở mắt ra. You are to chat. Ô trời đất ơi, mình chỉ từ nãy tới giờ mình chỉ là một người gọi là trong cái cuộc thí nghiệm mà nếu thiên thạch hay là sự diệt vong của trái đất có xảy ra thì mình sẽ làm như thế nào, thì đây là những gì mà mình làm. Chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ok, chỉ là thí nghiệm thôi nha. Nãy giờ mình đang trong VR, có nghĩa là kính thực tế ảo thôi. Oh shit. Trời ơi. Ok, bằng cách nào đó không, tôi nhất quyết là tôi phải bay lên mặt trăng. Ủa gì đây? Mom, Myrofan, Jihoon. Ồ, đây là game Hàn Quốc.
and my physical. Ok, con, tao không biết là mày lại là con người như thế này. Mày rất là cặn bã, đúng không? Từ rapay có phải là cặn bã không? Mình không nhớ nữa. Làm sao mà mày có thể consider bản thân mày? Nói chung là làm sao mày có thể đi ngược với lại đạo đức con người như thế hả con? Mày là một thằng tâm thần, tao không thể tin là mày chọn cách giết người. Ôi, bạn gái nhau mà sao nói những cái lời tệ hại như vậy? Em nghĩ là chúng ta nên chia tay đi. Chia tay thì chia tay. Chú ơi, tại sao chú lại cười và giết người? Nó vui lắm không? Nếu mà trong game này nó vui phải liền luôn á em. Còn ở ngoài thì không nên giết người nha em. Con cũng muốn trở thành một người, một kẻ giết người cun ngầu như chú. Khi mà con lớn lên. Thôi bỏ đi mà làm người bé ơi, bỏ đi mà làm người. Bạn gái bỏ nè, gia đình thất vọng nè, thêm thằng nhóc đòi làm đồ đệ của mình nữa. Bạn đã mở khóa chức vụ kẻ sát nhân. Có phần mới nữa, nhưng mà chúng ta phải gọi là giải mã. Còn 60 giây mình sẽ làm gì? Skip, mình làm nhanh nè, mình phải lên được tàu vũ trụ, mình phải lên được tàu con cái gì đó. Biến mày, tàu cút mày, đi nhanh. Yêu nhau nè, sexy ở đây nè, sexy yêu nhau mà mày. Ủa nhưng mà ủa sao nó tán mình? Mày đi ra luôn mày. Hùng. Ôi vậy là mình không qua được rồi, cái gì kỳ vậy? Ủa làm sao để qua chỗ này? Đập hết luôn đi về. Phải có cách gì đó chứ. Làm sao thằng kia nó không cho mình qua nhờ? Kỳ cục nhờ. Để mình tìm ở đây. Ôi này có con chó đây nè. Hết giờ. Chúng ta phải thám hiểm và chơi lại. Thôi skip đi. Cái này tao biết rồi bạn. Lại. Mình phải gọi là khám phá bên trái. Nãy giờ mình không đi bên trái. Rồi thêm thằng biên tập viên, phóng viên gì đó kể chuồng chạy vòng. Ngày cuối mà, ngày tận thế mà. Từ cho mình xin cây gậy trước bạn. Để coi có cái gì không. Đi ra luôn mày. Thùng rác rồi mày. Đi. Ủa bên đây có gì này? Cặp đôi. Con chó này. À, trời đất ơi. Mất dạy. Đi vô. À, có súng là được. Ê, chết cha rồi. À, ngày cuối cùng rồi, thử nghiệm luôn. Lên. Ủa sao mình không được thử nghiệm vậy? What? Bạn ơi. Ủa sao? Chơi lại các bạn. Không được. Tự nhiên đang cầm cây súng xong cái chuyển qua cầm lại cây kia. Enlist là sao? Cái này chắc là nó chỉ gói gọn vô một cái mục thôi. Chúng ta không thể nào mà hả chúng ta sống được. Chúng ta phải coming out, explain alone, thở. Cái này thoát được nha. Để mình mở cái thành tựu đó coi. Bây giờ mình sẽ đi lấy cây súng lại. Ok, lấy cây súng lại mở cái thành tựu. Miễn sao tôi thoát khỏi đây một mình là được rồi. Ready, go. Đấm nó. Rồi đi. Thằng kể chuồng chạy vòng vòng hả mày. Thùng rác nè mày. Let's go. Hùng nhau thôi. Tụi bay sắp chết rồi. Ủa? Đi ra chưa con đốt nghe. Cầm súng hả mày. Rồi đi. Đi. Mình qua bên kia mình bắn thằng kia các bạn à. Mình phải hả gọi là thoát đây một mình. Xin lỗi mẹ, đứa con này bất yếu. Xin lỗi bạn gái. Xin lỗi em. Anh không có tốt. Đèo tiền. Bắn mày chết. Xin lỗi em, anh đi đây. Bye bye mọi người. Mình được sống rồi. Chỉ cần mình được sống rồi. What? Ủa mình lên đây được nè. Ok, mình sẽ giải cứu mọi người. Mình sẽ giải. Oh what. Wait, hold up. Wait what. Ủa. Wait, hold up. Nhưng mà tao mệt quá. Từ, để coi bạn gái và mẹ đã nói gì. Ok. Tao không biết mày là người như thế nào.
mày đúng là cặn bã rồi. Thôi vậy là xong rồi. Rốt cuộc thì mình vẫn không thể thoát được cái cục tiên thạch này. Nói chung là số nó đã tới là nó tới rồi, mình không có thoát được. Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.